Rồi. Và tiếp theo, chúng con xin kính mời gia đình có tin vui vãng sanh, xin có lời tri ân. Chúng con xin kính chuyển đến camera ở đạo tràng chùa Trùng Khánh Hai. Dạ, xin bác mở mic lên. Đi đi nào. Dạ rồi, dạ được rồi. A Đây mà đúng. Phật. Không cần. Bạn Dạ. bạn Huy Dạ, với xin mời gia đình đọc đi ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính bạch chuyên quý thầy Tiểu Âm Tịnh Hải. Kính thưa bác cư sĩ Minh Đạt, kính thưa tất cả các quý đạo hữu liên hữu đồng tu ạ, A Di Đà Phật. Gì là Phật? Phật tử con tên là Trần Doanh Huynh ạ. À, con có pháp danh là Tuệ Phúc. Con là con rể của Phật tử Đỗ Văn Hưng, pháp danh Phúc Nguyên, sinh năm 1962, thường trú tại thôn 2 xóm Liễm, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hôm nay con và gia đình đầy đủ nhân duyên được hiện diện trên đường Zoom này. Đặc biệt hơn là chúng con được có cơ hội nói lên lời cảm niệm tri ân công đức của quý chư tôn thiền đức, tăng ni, quý thầy, các bác, anh chị, quý đạo hữu và chia sẻ cùng toàn thể đạo tràng về quá trình hộ niệm lâm chung của bố con ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Như các bác và quý đạo hữu đã đủ duyên hiện diện trên đường Zoom ngày 25 tháng 1 năm 2024, bố con nhờ ơn trên Tam Bảo phúc báu từ nhiều đời nhiều kiếp nên kiếp này được biết đến Phật pháp. Nên khi bố con thọ nghiệp trọng bệnh, ông đón nhận và đồng hành với nghiệp bệnh rất an nhiên tự tại, luôn khát ngưỡng mong cầu được sớm giải thoát thân bệnh để được về cõi Tây phương cực lạc nơi có Đức Phật A Di Đà. Suốt một quá trình dài hơn 2 năm, ông đã phát nguyện ăn chay, niệm Phật, nghe pháp. Những ngày cuối cùng ở cõi ta bà khổ đau, ông càng vững tâm kiên cố khi được đạo tràng chùa Trùng Khánh của tỉnh Nam Định về trợ duyên khai thị hộ niệm. Chắc tất cả các quý đạo hữu có mặt trên đường Zoom ngày 25 tháng 1 vẫn còn nhớ và ấn tượng về trường hợp của bố con khi được bác Minh Đạt bố thí khai thị cho ông. Ông đã truyền cho tất cả mọi người niềm tin kiên cố, vững chắc về tinh thần, buông xả an nhiên, khát ngưỡng mong cầu về Tây phương cực lạc, về quá trình lâm chung của bố con. Thì vào rạng sáng ngày 25 tháng 12 âm lịch, khoảng 6 giờ sáng, thì ông tự phát ra những tiếng nói khá to và liên tục. Bà là người cùng trực trông ông thì nghe thì chưa hiểu ông nói gì, nên con liền chạy vào và nghe như tiếng ông niệm A-di-đà Phật. Và bình thường thì ông chỉ niệm to khi có người hướng dẫn ạ. Và khi đó thì con có hỏi, có phải bố đang niệm A-di-đà Phật không? Nếu đúng thì bố giơ tay lên. Và ngay lập tức ông giơ tay lên cao. Sau đó ông vừa giơ ba ngón tay bên phải lên vừa nói ba tiếng nữa.
Con nghe đi nghe lại khoảng 3 lần thì con có hỏi có phải bố muốn bảo còn 3 tiếng nữa bố sẽ được Phật về đón đúng không? Thì ông có gật đầu. Sau khi nghe xong, con có bảo với bà và bà vội đi vệ sinh thay cho ông sạch sẽ. Sau đó thì ông nằm nghỉ bình thường. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 12 cùng ngày thì bố con có biểu hiện mắt mở to, thở dồn dập hơn, tay thì trụng hình như này và cứ đưa về phía bức tranh Phật treo ở cạnh giường. Và khi đó thì con có gọi điện video cho bác Hiền là trưởng đạo tràng hộ niệm của chùa Trùng Khánh để nhờ bác chỉ dạy. Thì bác Hiền có hướng dẫn con là hỗ trợ nhắc cho ông niệm Phật và bác sẽ cùng đạo tràng vào ngay. Sau khi tắt máy với bác Hiền thì con có lên giường và ngồi cạnh ông, cầm tay và ghé vào tai bố con nói với bố: Phật sắp về đón rồi nên bố phải tỉnh táo, tập trung vào niệm Phật, quên hết tất cả mọi thứ ở trần gian này để về cõi Phật. Nơi đó chỉ có niềm vui sướng, không có khổ đau, bệnh tật nữa. Những lời nói này thì bố con cũng đã được nghe nhiều khi được đạo tràng về hộ niệm trước đó là trong 10 ngày, trước 10 ngày. Và sau đó thì con niệm A Di Đà Phật theo hơi thở của bố con, hơi thở theo nhịp từ dưới bụng lên đến phần trên ngực. Và đồng thời là con có dùng một cái bức ảnh nhỏ khoảng bằng tờ A4 là bức ảnh của Phật A Di Đà để đưa lên trước mặt bố con với khoảng cách là khoảng 20 đến khoảng 20 cm để cho bố con tập trung vào bức ảnh Phật A Di Đà, không quan sát ra bên ngoài xung quanh. Liên tục như vậy và có khi đó thì có con trai của ông và có một Phật tử của đạo tràng hộ niệm ở gần gia đình cũng có mặt và liên tục như vậy niệm Phật A Di Đà Phật theo hơi thở của ông trong khoảng 15 phút ạ. Thì đến khoảng 9 giờ 15 phút thì ông lịm dần đi và tay ông giơ lên phía trước, sau đó thì buông xuống và mắt thì từ từ nhắm lại nhẹ nhàng. Và khi đó con quan sát ông không còn hơi thở và báo mọi người lùi ra xa khoảng 1 mét để ngồi niệm Phật cho ông chờ đạo tràng đến. Sau đó đạo tràng có mặt và hộ niệm cho bố con là hơn 14 tiếng. Sau khi đạo tràng hộ niệm đủ hơn 14 tiếng thì các bác có thăm thoại tướng của ông và thông báo ca của ông đã thành công. Sau khi đạo tràng về thì theo hướng dẫn của bác trưởng đạo tràng thì khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm sau ạ, rạng sáng thì chúng con có chuẩn bị nước để vệ sinh cho ông. Thì ba anh em chúng con và cùng nhau tiến hành vệ sinh thân thể, thay quần áo cho ông. Và A Di Đà Phật, cho bác tóm gọn lại chút xíu. A Di Đà Phật. dạ vâng ạ, Nhưng đầy đủ vâng rồi. ạ, và khoảng vâng ạ, thì con xin phép ạ. Hôm nay thay quần áo cho ông và thì chúng con thấy là lúc này thì người ông rất là lạnh và toàn chân tay các bộ phận đều mềm như người bình thường. Mà khi chúng đó chúng con vệ sinh là khoảng 10 tiếng, gia đình tổ chức khâm liệm để lo hậu sự cho ông ạ. Và lúc này thì có những cái chi tiết là chúng con đưa ông vào và vào áo quan ạ. Thì khuôn mặt và những cái
da của ông là rất là sáng. Và ngoài ba người con trai, ba người con của ông trực tiếp đưa ông vào áo quan thì có một anh của ban nhạc yếu cũng hỗ trợ. Và sau khi anh ấy hỗ trợ để đưa ông vào thì có một cái chi tiết là quý thầy là cũng khi đó cũng về chợ Diên để bổ điểm cho ông, thì có đưa một cái áo đục đục thù để mặc cho ông. Và khi ông đã nằm trong áo quan rồi thì chúng con mới tiến hành là mặc cho ông. Thì lúc đó là ông nằm trong áo quan chật chội nhưng mà toàn thân người rất là mềm, và chúng con vẫn có thể nghiêng và giơ tay chân để mặc cho ông được bình thường. Và có một cái chi tiết là thì cái anh ở bên ban nhạc yếu này thì anh bảo 20 năm nay là anh ấy đi rất nhiều đám, anh đi rất nhiều đám không hộ niệm cho biết không biết bao nhiêu người, nhưng lần đầu tiên trong 20 năm anh ấy đi, anh ấy chứng kiến một người mà lâm chung mà đi khi hộ niệm khâm niệm niệm vào quan tài mà lại người lại mềm như thế này và ra sáng này. Thì đây là những cái thông tin, bản thân chúng con là những người phàm phu thì chúng con cũng chưa đủ những cái khả năng để hiểu sâu kết về kết quả, nhưng đây là những cái kết quả thực tế và mà những người phàm như chúng Dạ con hiểu hoặc ạ. những người thân xung quanh đã được quan sát thấy, Thôi và được chúng con rồi, nhiều dạ nói hiểu nhiều ạ quá, vâng, vỗ tay dạ đây. hiểu ạ À dạ đi hiểu ạ nào. Dạ Nam Ngôi Di Đà Phật, chúng con thành tâm tiên gia đình và ban hộ niệm. Tiếp theo chúng con